Cứ thỉnh thoảng, các báo đài hay đăng tin về một phát kiến khoa học để chữa ung thư. Dường như, các nhà khoa học đã gần chữa được căn bệnh này đến nơi rồi. Nhưng một thời gian sau, chẳng thấy tăm hơi gì về những phát kiến đó nữa cả. Và người bị ung thư vẫn phải vật vã với hóa trị, xạ trị hàng chục năm nay không thay đổi mấy. Vậy, tại sao bệnh ung thư lại khó chữa như vậy? Liệu có một âm mưu nào đó khiến những phát kiến chữa ung thư biết mất bí ẩn? Hay có lý do khoa học đằng sau sự cứng đầu của ung thư? Trước hết, chúng ta phải hiểu ung thư là gì. Ở comic trước về bệnh ung thư, Locke đã nói cho các bạn ung thư là căn bệnh khi mà chính những tế bào của bạn bị hỏng và bắt đầu phân chia không kiểm soát được. Các tế bào này ăn hết thức ăn của tế bào khỏe mạnh, xả thải độc hại, tạo thành khối u chèn ép lên các cơ quan khác, thậm chí di căn, trôi nổi qua đường máu từ nơi này sang nơi khác trong cơ thể. Nghe thì có vẻ dễ giải quyết đúng không? Chỉ cần tìm được cách ngăn các tế bào này không phân chia nữa. Nhưng bạn phải hiểu, ung thư không phải là một căn bệnh. Ung thư là nhiều căn bệnh khác nhau, có cùng hiện tượng là các tế bào phân chia không kiểm soát được. Cũng giống như rất nhiều căn bệnh lây truyền khác nhau, đều có cùng hiện tượng là các vi khuẩn hay virus trong cơ thể phân chia không kiểm soát được vậy. Các loại ung thư khác nhau xảy ra do các biến đổi gen khác nhau. Do đó, chúng phản ứng với thuốc theo những cách khác nhau, phân chia và di căn với tốc độ khác nhau. Khi báo đăng về một loại thuốc chữa ung thư được phát hiện, nhiều khả năng người ta mới tìm ra được một loại thuốc để chữa một thể ung thư nào đó hiệu quả hơn. Với trình độ khoa học hiện nay, không có loại thuốc hay phương pháp nào có thể chữa tất tần tật các loại ung thư cả. Và khác với virus hay vi khuẩn, các tế bào ung thư vẫn là tế bào của chính bạn. Do đó, những thứ độc hại với tế bào ung thư thường cũng độc hại với tế bào khỏe mạnh của chính bạn. Đây chính là lý do hóa trị lại kinh khủng đến thế. Thuốc hóa trị độc hại với cả tế bào ung thư lẫn tế bào thường. Nhưng các tế bào ung thư đang phân chia nhanh nên đói hơn và thu nạp thuốc hóa trị nhanh hơn, thế nên chúng chết trước. Một số tế bào khỏe mạnh trong cơ thể mà phân chia nhanh, ví dụ tóc, thành dạ dày và ruột, các tế bào máu, do đó cũng bị hóa trị đánh lộn nhiều hơn các tế bào khác, dẫn đến các tác dụng phụ như rụng tóc, suy giảm đề kháng. Và sự buồn nôn là do cơ thể đang tìm cách đào thải chất động hóa trị ra ngoài. Tìm được những chất chỉ giết được một số tế bào của bạn mà không ảnh hưởng gì tới các tế bào khác của bạn cũng không hề dễ chút nào. Hơn thế nữa, cơ thể chúng ta rất phức tạp. Một số chất có thể giết tế bào ung thư trong ống nhiệm, nhưng khi đưa vào cơ thể lại nhanh chóng bị tiêu hóa hay hệ miễn dịch đào thải, phản ứng với các chất khác trong cơ thể và bị vô hiệu hóa. Chúng ta cũng biết, ung thư xảy ra khi hai loại gen bị hỏng. Một loại gen như tay ga bị kẹt ở chế độ làm việc quá mức, thúc đẩy các tế bào phân chia nhanh hơn bình thường. Loại thứ hai là gen phanh, bị kẹt ở chế độ không hoạt động đủ mạnh hoặc không kìm hãm hay giết bớt được các tế bào đang phân chia điên cuồng. Nhưng, hai nhóm gen với nhiệm vụ ga và phanh đó gồm ít nhất hàng trăm loại gen khác nhau, mỗi loại nằm ở một vị trí khác nhau trong bộ gen. Với công nghệ hiện nay, việc biết chính xác gen nào bị hỏng trong số hàng trăm gen đó đã khó, còn việc sửa chính xác gen hỏng thì gần như không tưởng. Phức tạp hơn nữa, mỗi gen lại có những gen khác có thể bật và tắt nó. Nhiều khi, không phải gen ga hay phanh bị hỏng, mà là gen công tắc tắt ga, công tắc bật phanh nào đó bị hỏng. Quá trình bật tắt gen này gọi là epigenetic, và hiểu biết của chúng ta về epigenetic còn rất hữu hạn. Hơn nữa, việc các gen bị hỏng có thể có vô vàn nguyên nhân. Tuổi già, các chất hóa học độc hại như trong thuốc lá, phóng xạ, thậm chí là các virus. Với những loại bệnh như bệnh đậu mùa hay thương hàn, chỉ có một con vi khuẩn gây ra nó và bạn có thể phòng tránh bằng cách tiêm vaccine ngừa vi khuẩn đó. Với vô vàn những tác nhân có thể gây biến đổi gen và tạo ra ung thư, chúng ta không có một thần dược nào có thể phòng ngừa tất cả các loại ung thư cùng một lúc. Vậy, con người có chịu thua ung thư hay không? Trên thực tế, dù có muôn vàn khó khăn như trên, có nhiều loại ung thư căn bản có thể được khoa học y tế hiện nay chữa khỏi. 90% các loại ung thư máu ở trẻ em, hầu hết các loại ung thư tuyến tiền liệt, ung thư tuyến giáp cũng như nhiều loại ung thư vú và ung thư da nếu được phát hiện sớm. Và chắc chắn, chúng ta sẽ còn tìm ra những phương pháp mới để đánh bại ung thư trong tương lai, nhất là khi hiểu biết về gen và công nghệ sửa chữa gen của con người tiến bộ hơn. Biết đâu đấy, chính bạn hay em hay con bạn có thể sẽ góp phần vào cuộc chiến đó. Nếu thấy video hay, hãy thả cho Locke một chấm than. Nếu muốn góp phần đánh bại ung thư, hãy share video cho Locke nhé!